Chiều qua, đội cảnh sát hình sự công an quận Thủ Đức vừa triệt phá, tạm giữ 14 đối tượng trong đường dây liên tỉnh chuyên mua xe gian rồi làm giấy tờ giả bán ra thị trường với giá cao. Tăng vật thu giữ bao gồm 16 xe gắn máy, 1 ô tô, 1.000 giấy tờ giả các loại. Vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng.